Ngày 11 tháng 7, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt nhanh đối tượng cướp tài sản Lương Thanh Rồi, sinh năm 1982, trú xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7, Lương Thanh Rồi uống nước gần cổng chợ Nàng Mau tại ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, thì thấy một người phụ nữ đeo dây chuyền điều khiển xe mô tô chạy ngang. Lúc này, Rồi nảy sinh ý định cướp tài sản của chị này, nên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 69E1-01967, đuổi theo chặn đầu và giật sợi dây chuyền nhưng không thành. Hoảng sợ, người phụ nữ bỏ xe chạy bộ, được một đoạn thì té ngã. Lập tức Rồi lao tới tiếp tục giật sợi dây chuyền, do bị hại chống cự quyết liệt, nên đối tượng chỉ lấy được một đoạn dây chuyền, Rồi lên xe tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Vị Thủy huy động lực lượng chia làm nhiều mũi truy bắt. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát bắt được Rồi tại một tiệm game bắn cá ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Qua đấu tranh, bước đầu, Lương Thanh Rồi khai nhận, sau khi cướp được đoạn dây chuyền vàng, đối tượng đem đến một tiệm vàng ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, bán được 13 triệu đồng. Sau đó đi chơi game bắn cá thì bị bắt. Khám xét người Rồi, cơ quan công an thu giữ 8,7 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy ra quyết định tạm giữ hình sự Lương Thanh Rồi về hành vi cướp tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.